Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là buổi chiều mát mà mát lạnh đó nha các bạn. Mình tự nhiên mình cảm hứng mình chạy ra đây để mình tản bộ. Thật ra khí hậu bây giờ ở bên Cali rất là lạnh. Nhưng vì sức khỏe cho nên mình phải tìm một nơi không khí trong lành để mình duy trì sức khỏe của mình. Và tiện đây mình sẽ làm một cái video quay khung cảnh cho các bạn xem. Video rất ngắn. Mọi người hay ra đây để mà đi bộ, chạy bộ và chơi thể thao. Những cái sân đánh tennis và đánh golf. Đây là một công viên gần nơi mình ở. Cảnh vật đây rất là yên tĩnh. Cho nên rất nhiều người ra đây, người ta họ đi bộ, chạy bộ để duy trì cuộc sống. Thì mình có thể tìm những nơi như vậy để mình tạo cho mình một cái điều có sức khỏe tốt. Đây là những nơi của họ đang đánh golf. Và mình cảm thấy rất là có nhiều năng lượng mỗi khi ra đây tập thể dục. Sao tinh thần mình rất là sảng khoái. Cho nên có thể những tại đây có thể mình cứ xả ra những cái năng giúp cho mình có nhiều năng lượng tích cực hơn trong cuộc sống. Trong cuộc sống chúng ta ai cũng có thể tìm ra một cái giải pháp nào đó để giúp cho mình có một cái sức khỏe tốt. Tùy theo môi trường và hoàn cảnh mình có thể chọn mà, đúng không? Mình không cần phải làm cái gì nó quá đáng, nhưng mà mình có thể chạy những cái rất là như ở đây. Và một cái khí hậu như vậy thì có thể giúp cho mình sảng khoái hơn, nhiều năng lượng hơn. Rồi thôi, mình chào các bạn nha. Mình tiếp tục cuộc tập chạy bộ của mình. Xin chào các bạn, bye.